Thanh niên giận cá chém thớt vì bị kẹt người vào khe cửa. Mới làm bữa nay luôn đó, luôn lại. Trời đất ơi, mày thấy chưa? Rồi không tao đây là ai dám mà cho mày ra. Đó. Vậy mày kẹt nó luôn đi con. Có vẻ cậu bạn này xem phim Tẩy Du Ký quá 180 phút nên học đòi theo Tôn Ngộ Không mắc kẹt dưới núi đây mà. Cơ mà núi đâu không thấy, hóa ra lại kẹt nửa người vào khe cửa. Anh chủ có ý tố muốn giúp, nhưng thấy vì năn nỉ nhờ vả, em lại dùng cái chép thớt, nổi cọc với anh chủ. Mỗi lần tính đụng tay vào giải cứu nó là nó gầm gừ đòi cắn. Có lẽ rơi vào tình cảnh quá mắc cỡ mà cái tôi cao nên không muốn người đời xem thường đi mà. Rồi không tao đây là ai dám mà cho mày ra. Đó. Vậy mày kẹt nó luôn đi con. Mẹ Tôn Ngộ Không còn không dám chửi Phật tổ như vậy chưa? Đang bị kẹt vào còn láo nữa. Kẹt nó luôn đi. Tuổi là mở chó ra luôn, đi lùi. Bây giờ con sao? Bây giờ con sao? Có nè, ba nè, ba nè, ba nè. Mẹ ơi. Bây giờ con chó nó kẹt vô trong cái cánh cửa mới làm bữa nay luôn mà không phải chó thường nữa, chó điên. Vô sao ba? Bụng cả. Ngoan ngoan. Nó kẹt vô đây chú. Không ra được. Vô à? Làm đi, không nó kẹt cái bụng. Ai đụng vậy? Không biết. Rồi em. Em thấy. Tuy vậy, nhưng có vẻ ca này rất khó. Ai nhìn cũng lắc đầu ngao ngán vì không hiểu sao em lại kẹt một cách vô lý vậy được. Em rõ sơ hở là xin ăn, nhưng chỉ ăn có chọn lọc. Bây giờ có nhà ai gặp tình trạng như này không? Bây giờ cái bánh này mình nhai ra cho nó thì nó ăn, còn để nguyên cả cái nó không ăn. Bây giờ mấy tuổi rồi? Mấy tuổi rồi mà còn phải nhai cho ăn hả Vin? Bây giờ thấy nó chửi đã bắt đầu ra. Cô gái này chia sẻ cách giảm cân hiệu quả mà không cần tốn sức, đó là nuôi một con Corgi ham ăn giống Vinh Lợn. Bởi bất kể thứ gì lọt vào mắt xanh của nó thì nó đều sẽ mon men tới xin xỏ. Mọi người có biết cách để thâm hụt calo tốt nhất là gì không? Để nuôi một con Corgi. Mọi người có thể thâm hụt calo hàng ngày nhờ những bữa ăn của nó ngồi dưới chân như này. Mình ăn ít clean mà nó cũng không tra, trời ơi. Có tra không? Có ăn không? Có ăn không? Này cho này. Xin chưa? Châm ngon tròn vị. Tuy nhiên thì thanh niên ham ăn này lại chỉ ăn có chọn lọc mà thôi. Dù là ăn ké vẫn phải ăn đúng cách mới chịu. Ví dụ như ăn bánh quy, ăn bình thường quá đau răng nên cô cậu chỉ thích ăn bánh khi mẹ đã nhai sẵn và mình chỉ việc nuốt mà thôi. Bây giờ có nhà ai gặp tình trạng như này không? Bây giờ cái bánh này mình nhai ra cho nó thì nó ăn, còn để nguyên cả cái nó không ăn. Bây giờ mấy tuổi rồi? Mấy tuổi rồi mà còn phải nhai cho ăn hả Vin? Bây giờ thấy nó chửi đã bắt đầu ra. Đấy. Ông lắm mới được ăn cái mũi là chất lượng. Nhai thì ăn, còn không thì là để nguyên cả đó, nó chỉ ăn cái vụn thôi. Đây đúng kiểu bắn tận mồm luôn còn gì. Cho tới khi ăn bánh mì mềm đỡ phải nhai thì nó lại đòi phải là bánh mì phết bơ đậu phộng. Lúc nãy nó chê và ngày nó không ăn. Này, bây giờ là ăn bánh mì của phết bơ lạc quen rồi. Thế bây giờ mình không phết bơ lạc nữa, thế mình không muốn ăn nữa. Đầu tiên là mình cho bánh mì không vẫn ăn nữa, không mình phết bơ lạc cho ăn. Thế mình lại đưa bánh mì không thì không ăn nữa. Ăn đi. Kiểu nó ăn nên nó gượng ép ấy, trong mình phải làm cái miếng này nữa. Mình kẹp bơ lạc và sữa chua bên trong mà nó không nhìn thấy. Ăn cả cái bánh mì. Tin. Đây nè, đây. Ăn đi con Tin, đi đừng ăn đâu. Nè, nè. Hễ đưa đồ nó không thích là nó sẽ đều nhai giả bộ để khích lệ vậy thôi, chứ trong lòng là chê mạnh đó. Đúng là nuôi Corgi kiểu này không những giảm cân mà giảm cả túi tiền vì phải chiều theo ý nó mất.